cô hiền quá vậy. Nè ba, hỏi gọi nghe. Đâu rồi, đi đâu rồi? Chạy ủa này là sao nhiều bao nhiêu một ký 60.000 ký hả? Anh kia bán cái nào cũng nhỏ. Lòng nào đâu có thông 50.000 ký được không chị? Chị bán nhỏ hơn này chứ. Có bao nhỏ hơn? 10 ký luôn hả? 10 ký. Có chuyển khoản online không? Là chị có xài tài khoản ngân hàng không? Em chuyển tiền. Chơi tiền mặt không hả? Ok. Thua. Chơi tiền mặt không mà sao rồi trả. Đi cái xin chào chị Nguyễn Thị Bích Thanh. Chị gửi em một số tiền để ủng hộ phóng sanh thì em sẽ mua số ếch này giùm chị này. Đây. Ai giữ đồ mua một cái ếch đường mua mà lên đây. Con. Rồi lấy ớt. Là bao nhiêu? 500 thôi em ơi. Một bao ớt này 500.000. Này thả lòng. Trong chùa cô đơn nằm lắm. Rồi chị Thanh ơi, em mua ớt phóng sanh giúp chị rồi nha. Ở Di Đà Phật. Chị ơi, cho em hỏi là cá lóc 350 kg là giá được không ạ? À? Thì 350 kg, tại nó bị lộn giá. 1 kg 23.000 ạ. 23.000 ạ. 23.000 1 kg ạ. Cá chê hả? Còn cá lóc nhiêu chị? Cá lóc 55.000 1 kg. Cá chê 33.000. Chơi bự á, còn cá con này là 50.000 một ký. Dạ. Rồi, mình đi chỗ khác. Mấy chỗ này quý vị Bồ Tát ở đây mua nhiều rồi, mình đi chỗ khác. Mình mua chuột cá là để phóng sanh. Dù mắc rẻ gì cũng là mua chuột nó. Để cho nó siêu khó. Rồi. Anh Trường Thành ơi, anh có gửi tiền cho em nhà phóng sanh đúng không? Em sẽ mua 10 ký cá chê con này. Đây. Mua 10 ký cá chê con ủng hộ cho chị. Rồi lấy 10 ký. Cái nào cũng vậy à, bán cá này à, bán thêm được đó không em, thêm được không chị, đi hai thùng
đi con, phi long mà nói gì là Phật nè. Em mua giúp chị đó rồi người khác giúp luôn. Dạ. Dạ. Dạ không. Rồi có chợ ra giùm không? Có chợ ra giùm không? Nhiều quá sao giờ mua hoài hết chỗ chứa rồi. Thôi rồi để em tụi em đi vừa xuống mình thôi. Có nhiêu sách nhiêu à? Vậy giờ sao anh tính mua không? Chứ hết tay sách rồi. Có nhiêu đây à? Thả đây mua chợ đi. Mua đi em chợ. Thôi em cầm được rồi, 10 ký rồi. Em cầm hết. Rồi em còn. Em cầm không? Không, chở giùm cho em ra nữa. Thì sao đây mọi người có mua không? Rồi lấy này 10 ký 330 ngàn. Ủng hộ chị này. Thôi lấy này 5 ký thôi chị. Thôi thôi 5 ký thôi chị. Rồi nhiêu? Là nhiêu mà 5 ký nhiêu? Ký rưỡi trăm 1 ký rưỡi 150 lấy hết luôn. Rồi luôn. Rồi được ok lấy luôn đi chị. Cảm ơn nha. Em ơi thêm luôn không? Dạ. Thôi. Quý vị cô bác ơi, một khi đã mua rồi mọi người cứ mời mình mua miết à. Nên không thể nào mà dừng lại được. Nhưng mà mình sức có hạn nên mình sẽ nói thẳng luôn là như vậy, mua ủng hộ mọi người thôi. Còn cô có mấy tờ vé số đúng không? Ủng hộ cô 2 tờ. Rồi xong. Em mua rồi. Này 50 hả? Rồi tiếp luôn nè, ủng hộ này 50 ngàn luôn. Rồi xong rồi lấy luôn đi anh. Xe hả? Đi đi mình đi đến đâu vậy anh? Rồi đi đi theo con.